Thưa quý vị, hôm nay thứ sáu chúng tôi trở lại với một chương trình đặc biệt, và hôm nay cái sự tham dự góp mặt trở lại của một bệnh phụ phu xe, một bệnh phụ phu nhân với một cái áo dài đẹp nhất hôm nay, chị Lan Ngọc. Thưa chị, có thể trước khi chị chào khán giả, chị có thể đứng lên cho xem cái áo chị đẹp như thế nào được không? Đó. Dễ thương vô cùng. Thế là vô cùng của Trung Tiểu Lưu, chị Lan Ngọc thì đứng lên. Trời đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá chị Lan Ngọc. Xin chào quý vị khán giả. Giống bà hội đồng quá. chị Lan Ngọc thấy không? Có một sự ganh ghét nhẹ nhẹ, bởi vậy nên nó khi mà họ nói nó ra đó là biết liền, nói ra là biết là chị ganh ghét nhẹ nhẹ, là coi như là chị ác từ trong máu ác ra mà ác từ trong máu ác ra. Bởi vậy chị biết không, bữa nay hai người này là xấu, hai ác người này nhân là cốc, em ơi, là ác nhân cốc, ác nhân cốc đúng không rồi. Những là ác nhân cốc mà là hai gái xấu nữa, là cốc không, chủ áo dài bữa nay không có đẹp cái chị tôi trời. Cái tôi nãy giờ tôi đâu có mắc mớ gì đâu mà chọn lắm chân trời. Không? Em chị biết là bữa nay chị gạt hai cái ma nữ này thì chị phải chặt chém. Không, em bảo đem không chặt chém ai trơn. Em hiền lắm. Nhai đầu không ạ? Em hiền lắm trời. Mỹ Linh em cũng sợ nữa. Em sợ Mỹ Linh lắm luôn. Trời đất ơi. Nói nghe tội nghiệp. Chảy nước mắt vậy nha. Đầu giờ không? Vụ gì nữa? Đầu giờ. Chuyện đầu giờ đó. Đầu giờ đó luôn. Chuyện đầu giờ. Và Mỹ Linh cũng xin giới thiệu đến quý vị gương mặt quen thuộc với chúng ta, đó là nhạc sĩ Mai Trí Dũng. Trời ơi, vậy thôi đó, cho giờ độc đáo vậy đó. Trời ơi, Mai Trí Dũng, Mai Trí Dũng hôm nay sao tươi dữ vậy cha. Bữa nay thấy sáng sủa trở lại rồi hen. Là rạng rỡ luôn. Hình như đã hồi phục trở lại rồi. Miễn sao là da cân đau đừng quay trở lại. Dạ cần đâu đá quay trở lại là mặt một đống. Dạ cần đâu khỏi quay trở lại. Trù quẻo nữa hả? Luôn, sa mát quá vậy luôn. Sa mát quá vậy. Tấn công hết người này đến người khác rồi chọt người đầu này, chọt đầu kia. Còn gì nữa chị nói luôn đi chị. Em mới là chọt đó. Chị Ngọc nghe rõ ràng không? Đâu ai chọt đâu. Tự nhiên bà nói bà chọt cái đâm ra lòi với cái xấu của chị em ra luôn. Công nhận ác thiệt. Chị Lan Ngọc ơi, hôm nay cái áo dài, chị có thể lai lịch chiếc áo dài này được không? Chị may ở đâu? Ở Việt Nam, ở đây? Chị may ở Việt Nam. Vừa rồi chị về 2 tháng. À vậy hả? Chị may một chục cao dài. Cái màu đúng quá. Wow. À vậy hả? Cái này giống nhung, giống nhung quá nhung chị ha. Nhung đó, nhung đó. Nhung đó. Nhung thun. Nhung thun. Ồ, đẹp quá ha. Cái vẽ cái này là phải áo dài họ vẽ lên cho mình hay là nó có sẵn in vậy? Luôn em, nó in luôn trên vải luôn á. Vẽ in sẵn rồi, in sẵn luôn. Chắc kỳ sau em về em cũng may mấy cái. May màu hồng á luôn. Màu hồng, màu tím rồi này kia hả chị ha, cho nó đẹp. Hoa văn là lên rực rỡ nữa không? Phải, em phải nổi hơn 4 người chứ em cảm thấy em chìm quá. Nhưng mà em mặc outfit khác đi, màu khác đi. Dạ, em có nhiều màu màu lắm mà em làm biếng lắm chị. Không nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tại vì em mặc màu đen á để thấy cái bụng em nhỏ. Đơn giản vậy thôi. Vậy mấy sao? Màu đen em biết không, màu đen ở dơ không sao hết trơn. Đúng vậy rồi chị ha. Chị ơi, vậy là không phải rồi. Màu đen nó một chút chấm bụi trên áo đó. Chị nhìn chị cũng thấy kìa, áo chút đây, luôn đây, thấy đây, nó đây, bụi đây. Quá trời. Chị đã nhìn. Màu trắng chính ra lại không thấy gì rồi nha. Màu đen sao sao bữa nay là sao chị Lan? Yeah. Bữa nay sao lên với em làm chị cứ cái chê em trai chị quá trời vậy. Nhưng em với Mỹ Linh có mối thù truyền kiếp. Nếu mà chị Lan Ngọc mà chê hoài đó, lát em lấy lại trái bầu. Ủa chị có trái bầu hả? Có, tặng chị trái bầu. Trái bầu nó cong này giống như cái kèn thổi á mà. À vậy hả? Như cái kèn trung bồ, trung bét trung bồ chị. Kèn gì hả chị? Kèn đó là kèn gì mà tròn tròn này nè. Không phải sắc sô đâu. Cái kèn gì của mấy người hỏi kèn ngà ngộ trong bếp. Đúng rồi, trombone. Không phải trombone, không phải trombone, cái kèn nó vòng nó vậy vòng, vòng nó cũng to lắm vòng. Cái kèn chỗ mấy người lính mà quân trường á mà hay thổi mà những cái lùng cái quân nhạc lễ nó quân nhạc cái kèn nó quân nhạc. Thưa quý vị, tuần rồi á là chương trình của chúng tôi đặc biệt Thanksgiving với nữ ca sĩ Lê Uyên mà quý vị đã xem, nhưng mà tuần này sau Thanksgiving rồi thì Thanksgiving là nằm giữa hai cái tuần á, nên coi như là hôm nay là Thanksgiving muộn nha quý vị. Quý vị cứ coi như là Thanksgiving muộn, còn tuần rồi là Thanksgiving sớm, bữa nay là Thanksgiving muộn. Thì cũng chúc quý vị là thật là vui vẻ, hạnh phúc trong ngày Thanksgiving. Bây giờ thì hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu bước vào một cái chương trình ca nhạc và đặc biệt sau Thanksgiving. Không biết hai chị có đi mua đồ, mua sắm gì Black Friday không ta? Đâu có tiền đâu mua. Đợi em cho chị tiền. Chị nghèo lắm, đâu phải như em. Phải lưu đại gia đâu đi sắm sữa. Thôi em không hỏi đâu. Mày đặt hỏi thăm chi hả chị? Em hỏi thăm, hai người. Em hỏi nữa nó mượn tiền em.
Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bước vào chương trình ngay để khỏi tốn thời gian của quý vị với những cơ sở thương mại đã quảng cáo, đã bảo trợ cho chúng tôi. Đầu tiên là Trung tâm Thúy Nga. Trung tâm Thúy Nga với sản phẩm đầu tiên là Sugoi Fucoden với hàm lượng Fucoden cao nhất hiện nay, dùng để tăng cường sức khỏe và hệ thống miễn dịch trong cơ thể, chống lại sự lão hóa, tăng cường tuổi thọ, tăng cường chức năng gan thận, quân bình áp huyết, đặc biệt là giúp ngăn ngừa ung thư và phòng chống ung bướu. Có hai dạng, dạng viên và dạng nước, 250 đồng một hộp thưa quý vị. Còn sản phẩm thứ hai là Okinawa Corella, rêu Nhật Bản Okinawa, dùng để cung cấp chất xanh và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp tẩy độc gan thận và máu, giúp đào thải các độc tố kim loại thủy ngân ra khỏi cơ thể, giúp thúc đẩy trẻ hóa tế bào da, làm sáng da, tăng cường hệ thống miễn nhiễm. Chúng ta có thể dùng từ 10 đến 15 viên một ngày, 30 đồng một hộp. Quý vị có thể gọi vào cho Trung tâm Thúy Nga, thuynga.shop.com và số phone 7148945811 để mua sản phẩm của Trung tâm Thúy Nga. Tiếp theo là DMG GM Arizona xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị chương trình quen thuộc đặc biệt của chúng tôi với những viên đá Moissanite Arizona, là đặc sản của Arizona, chỉ có Arizona mới có mà thôi. Những viên đá cứng như kim cương, đẹp như kim cương, được chạm khắc 340 giá khắc để nó sáng ngời, sáng rỡ, sáng lâu. Với một viên là 500 đồng một carat, 1.200 carat, 2.400 carat. Mua một viên được bảo hiểm trọn đời và được tặng thêm một viên A5 đang thông dụng trên thị trường cùng cỡ, thưa quý vị. Và quý vị có thể mua dùng cái viên đá Moissanite Arizona này để đổi lấy một viên lab diamond mà chỉ bù 50% nếu quý vị xài đã chán rồi và muốn đổi ra thành diamond. Và thưa quý vị nhìn trên màn ảnh có những chiếc nhẫn rất là đẹp đã cẩn những cái viên Moissanite Arizona lên rồi, và kiểu dáng Italia, vàng 18 carat. Và thưa quý vị, vàng có lên hay có xuống thì chúng tôi vẫn bán cái giá y nguyên thưa quý vị, nhất là vàng chỉ có lên thôi. Và thưa quý vị, mua một chiếc nhẫn 2.500 là đã được tặng 1 carat hoặc 2 carat Moissanite Arizona rồi. Và riêng về Moissanite Arizona, về diamond đó thưa quý vị, diamond được tặng kim cương nhân tạo chứ, được tặng 1 carat, 2 carat. Và quý vị nhớ là kim cương nhân tạo nó cũng có nhiều chủng loại khác nhau. Và kim cương nhân tạo loại tốt nhất thưa quý vị là loại kim cương nhân tạo được sản xuất tại Hoa Kỳ, 10% tốt nhất, được định giá bởi GIA và IGI, những cơ quan thẩm định nổi tiếng của Hoa Kỳ. Và để quý vị có những viên kim cương lab diamond đó thì nó rất là sáng, đẹp và nó ít than, ít bọt ở nước D, nước E, nước F với VVS1, VS2 v.v. và với giá rất là rẻ thưa quý vị. Và hiện tại chúng tôi đang có khoảng chừng 30 viên kim cương đang được sell của giấy của GIA và IGI. Thưa quý vị, giấy IGI, GIA có nghĩa là được bảo hiểm trọn đời. Và thưa quý vị phải gọi cho chúng tôi, cho DMG GM Arizona để biết thêm chi tiết với số điện thoại hiện trên màn ảnh, hoặc vào kênh YouTube DMG GM YouTube Official để hỏi thêm các chương trình tặng quà, số xã không mua cũng được tặng quà. Và nếu quý vị tại miền Nam California, quý vị có thể đến với Tân Tú Quỳnh để xem những viên Moissanite Arizona, hoặc là quý vị gọi trước để chúng tôi lấy hẹn cho quý vị xem những viên Diamond Lab. Chúng tôi không có để nhiều trong tiệm nên quý vị cứ gọi cho chúng tôi trước. Thì ở đây cũng có một số viên mà bên công ty đã gửi qua để cho khách tại miền Nam Cali xem và mua. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trang Thanh Lan xin giới thiệu công ty xuất nhập cảng Thê Lê Yến, đặc biệt vẫn giảm giá nhân các mùa lễ cho quý khách hàng. Yến trắng 5 chữ A hiệu Sống Vui, 250 gram, giá thường 720 đồng, sale còn 540 đồng, tặng đường sâm và một gói táo đỏ. Nếu mua 5 hộp thì mỗi hộp chỉ có 520 đồng, 5 phần quà tặng và một nồi điện để chưng Yến. Nếu mua 10 hộp thì mỗi hộp chỉ có 510 đồng, vẫn có 10 phần quà tặng và tặng 2 nồi điện để chưng Yến. Đặt hàng xin gọi 714-418-9788, 714-418-9788 hoặc là thăm trang nhà Thê Lê Yến đất thăm. Thê Lê Yến kính mời. Wow. Thưa quý vị ơi, Thê Lê Yến mà Sống Vui 5 chữ A khác, Vui Sống 5 chữ A của một hãng khác nha. Quý vị mua đừng có lầm lẫn nha, nên quý vị phải gọi cho Thê Lê Yến để nơi đây có là nơi uy tín trong mấy chục năm trời rồi. Bây giờ thì chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị một cái công ty đặc biệt để về một cái sản phẩm đặc biệt luôn thưa quý vị. Đó là sản phẩm NMN thưa quý vị. NMN đây là sản phẩm của một cái công ty mang tên là Mishua Ocean Blue NMN. Quý vị không muốn già đi nhanh chóng và muốn giữ mãi tuổi thanh xuân, xin giới thiệu đến mọi người một loại dược thảo đang rất được ưa chuộng tại châu Á, tại Nhật Bản. Đây là sản phẩm từ Nhật Bản. Sản phẩm tại sao lại nổi tiếng như vậy? Vì các chuyên gia từ nhiều quốc gia đã đồng tình rằng việc sử dụng NMN có thể giúp phục hồi tế bào bị hư tổn, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp chống lão hóa và mang lại sức sống. Nhiều người lớn tuổi thường thấy trí nhớ, thị lực và thể lực bị giảm sút.
sử dụng NMN có thể giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện khả năng tập trung, nâng cao thị lực và có tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng trẻ trung hơn. Đặc biệt với các chị em, việc sử dụng lâu dài giúp làm đẹp da, làm mờ đốm nâu, thâm đen và nếp nhăn, cũng như là cải thiện giấc ngủ. NMN thực sự mang lại rất nhiều lợi ích, nó giúp làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện chức năng cơ thể. Vì vậy không có gì lạ khi NMN đã tạo nên cơn sốt tại châu Á và được nhiều người nổi tiếng tích cực quảng bá, trở thành một loại dược thảo được yêu thích nhất trong những năm gần đây. Sản phẩm Mitsuwa Ocean Blue NMN mà chúng tôi giới thiệu hôm nay được nhập khẩu từ Nhật Bản. Mỗi viên chứa 200g NMN với độ tinh khiết lên 99,5% và đã qua nhiều kiểm tra nghiêm ngặt, rất an toàn và đáng tin cậy. Nhà cung cấp nguyên liệu từng đoạt thiên cúp thiên hoàng tại Nhật Bản. Vì vậy đây là sản phẩm bổ sung NMN tốt nhất. Quý vị nên gọi vào số điện thoại 1-877-408-1864, 1-877-408-1864 để được tư vấn và biết thêm chi tiết. Quý vị muốn làm đại lý, bác sĩ, bán lẻ, vân vân thì cứ gọi số phone này 1-877-408-1864. Tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một công ty mang tên công ty du lịch Shandao Travel. Shandao Travel sẽ tổ chức một chuyến du lịch đặc biệt tại Âu Châu với 4 nước Âu Châu vào tháng 4, ngày 19 tháng 4 năm 2025, thưa quý vị. Đi 4 nước Thụy Sĩ, Pháp, Tây Ban Nha và Ý trên du thuyền và trên bộ. Với 3 ngày đi bộ trên đất liền ở Thụy Sĩ trước khi lên tàu và trở lại nữa, trở lại Barcelona cũng như là trở lại Marseille, thưa quý vị. Đây là một chương trình đặc biệt bởi vì những thứ này nó làm đặc biệt nè. Tại Thụy Sĩ, quý vị sẽ được thăm thú tất cả những danh lam thắng cảnh mà chúng ta có thể biết được, nhất là cái bộ phim Hạ cánh bên em đó của Hàn Quốc rất là nổi tiếng, thì có một cảnh tình tứ lắm đóng ngay tại đây. Quý vị sẽ được tham dự luôn. Rồi quý vị sẽ được tham dự ở những cái nơi mà ở Cannes, Pháp, tức là những nơi mà đã tổ chức những cái cuộc thi điện ảnh đó, những cái đại hội điện ảnh lớn của Cannes, rồi thăm tất cả những danh lam thắng tích xưa cũ của châu Âu, rồi chúng ta được đi trên du thuyền và xem một cái chương trình đặc biệt nữa là chúng ta sẽ xem một cái chương trình ca nhạc Việt Nam trên du thuyền Âu Châu với những danh ca như Tuấn Ngọc, Mai Thiên Vân, rồi có những giọng ca trẻ như Khánh Trân, rồi MC là Jimmy Nhật Hà, rồi có thêm ca sĩ từ Việt Nam sang Lý Thu Thảo. Sẽ có một cái chương trình vui nhộn ở trên tàu cho quý vị, để phục vụ cho quý vị ở trên đó, với một cái chương trình ở trên một khách sạn 5 sao nha quý vị. Khách sạn 5 sao của du thuyền, sang trọng lắm. Rồi quý vị cũng có thể đi thăm thú và có thể mua sắm được rất là nhiều trong cái chuyến đi này. Và mong quý vị sẽ ủng hộ cho chuyến đi của Shandao Travel vào ngày 19 tháng 4 với 12 ngày 11 đêm. Xin liên lạc Shandao Travel 949244 1592 1597 949244 1597 để hoạch định cho mình một cái chuyến đi châu Âu 4 nước vào năm tới, tháng 4 năm 2025. Và bây giờ là công ty SK của Nhật Bản nha quý vị. Công ty SK của Nhật Bản thì vẫn luôn giới thiệu thứ 6 đó, thì chúng tôi dành để giới thiệu quý vị về kem. Hai loại kem của họ luôn luôn đắt hàng, đó là kem collagen 4 chống, chống nắng, chống nám, chống nhăn, chống nhờn. Và cái kem này Dash Spot Corrector, thưa quý vị, hai cái loại kem. Và hôm nay là qua ngày 25 rồi nên không có còn được cái chương trình tặng quà mua 3 tặng 1 nữa, thưa quý vị. Bữa nay trở lại chương trình bình thường. Và nếu thứ hai tới này, nếu có chương trình gì mới thêm đó, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về một... Chúng tôi nghe nói là sẽ có một cái chương trình gì mới đó, chúng tôi sẽ công bố vào thứ hai tuần tới. Rồi, quý vị nhớ ủng hộ. Đây là loại kem, một loại là chống nám, chống nắng, chống nhăn, chống nhờn, rất là tuyệt vời. Và một loại trị nám, trị đồi mồi, trị tàn nhang, trị lông ben, rất là tốt, thưa quý vị. Ngoài ra, chúng ta phải nói đến một cái sản phẩm của họ rất là đặc biệt nữa, là eye cream, chị Linh. Eye cream này thì rất là tuyệt vời quý vị ơi. Mỹ Linh xài á để giữ cho cái mắt của Mỹ Linh nó không có bị cái cơ mắt nó bị yếu đi, nó bị giống như là nó thiếu cái sự đàn hồi, nó làm cho mình mở lên mở xuống rất là khó chịu, mệt mỏi lắm quý vị. Mà xài từ lúc xài cái này Mỹ Linh thấy rất là tốt luôn á. Vậy Trang Thanh Lan cũng xài luôn ha. Bớt nhăn mà nó trả lại cái mí cũ. Quần thâm đồ cũng hết luôn. Chị Trang Thanh Lan phải nói thêm một cái sản phẩm này nữa là sản phẩm eyelash. Đôi mắt thì chúng ta cũng không thể nào thiếu cái eyelash này nữa nha quý vị. Cho lông mi nó đẹp, yeah, nó dài, cái mắt đẹp rồi lông mi cũng phải đẹp. Quý vị đánh chỉ cần 2 hay là 3 tuần là lông nheo nó đã mọc trở ra trở lại rồi. Chúng ta chỉ cần lấy mascara
chải lên một cái thì y như mình gắn lông heo giả vậy đó quý vị, đẹp lắm. Khỏi cần lắng lông heo luôn phải không? Rất là tốt nha quý vị, eyelash cũng như eye cream, đây là những sản phẩm hot của công ty SK đến từ Nhật Bản. Và một cái sản phẩm nữa của họ cũng rất đặc biệt đó là Food Peel Mask. Cái này quý vị coi thường vậy chứ rất là tốt, mà quý vị đã xài rồi sẽ thấy chỉ cần hai gói, hai hộp như thế này thôi, với mỗi bình có hai đôi vớ có nước ngâm để quý vị ngâm trong đó đó, thì quý vị có thể biến cái chân của mình, chân nứt, chân nẻ, chân khô, chân chai, chân sần, chân lở thành một cái gót chân hồng như là chân em bé trở lại, đẹp vô cùng luôn. Và đó là những cái điều kỳ diệu của sản phẩm Nhật Bản. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi, anh Scott, ở số điện thoại hiện trên màn ảnh và cái website, quý vị có thể vào để làm đại lý. Anh đang cần đại lý tại 50 tiểu bang, thêm đại lý nữa. Riêng tại miền Nam California, SK Invasion có mặt khắp nơi trong các khu chợ của Việt Nam. Đặc biệt, quý vị muốn mua gửi đi tất cả các tiểu bang trên nước Mỹ hoặc là gửi về Việt Nam nữa, thì xin cứ gọi cho chúng tôi Tân Tú Quỳnh với tantuquynh.com để trong nước Mỹ có thể order và gọi cho chúng tôi với hai số phone hiện trên màn ảnh để chúng tôi có thể gửi phục vụ cho quý vị, hoặc đến tiệm chúng tôi. Nơi đây có đầy đủ, không thiếu một món gì của SK Nhật Bản, vì nơi đây chắc là một trong những nơi cung cấp và cho quý vị nhiều nhất về cái sản phẩm này, thưa quý vị. Bây giờ thì mà chúng ta sẽ nghe nữ ca sĩ Mỹ Linh trình bày thánh nữ. Nghe nói chuyện sau chị đi vacation phải không chị Mỹ Linh? Chúc chị trăm chưa tuần sau chưa đi, hình như là đi rồi, đã đi vacation. Chúc trăm năm hạnh phúc là sao? Tìm được người mới thì hồi sáng chị không nghe hả? Sáng hồi ngồi ngoài kia ăn đó, cái hai người chỉ ngồi cho nói chuyện là gì mà chán lắm rồi mà ông chồng ngồi trước mặt đó mà tôi chán lắm với người ta. Nhiều khi nó chán chị em, nói cái khác mà chị đâu có nói dính dáng cái chuyện đó luôn. Thôi chúc chị luôn đi, em chúc đại đi, tự nhìn mặt chị em biết. Mà hứng hăng hở. Hôm nay Mỹ Linh sẽ trình bày sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, bài hát Như Đã Dấu Yêu. Thấy chưa, quá khứ rồi, Như Đã Dấu Yêu. Trong đôi mắt em, anh là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai. Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng ngày hè bên anh, tình mình đến rất nhanh. Em sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào. Anh đến với em với tất cả tâm hồn, em đến với anh với tất cả trái tim. Ta đến với nhau muốn mang cho đớn đau một lần cho mãi nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt em, anh là tất cả, là niềm vui, là mong ước trong thoáng giây. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Em đến với anh với tất cả tâm hồn, anh đến với em với tất cả trái tim. Ta đến với nhau muốn mang cho đớn đau một lần cho mãi nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt em, anh là tất cả, là niềm vui, là mong ước trong thoáng giây. Em
em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Tại sao có tình mới chắc là vậy. chị Lan Ngọc, trước khi mời chị hát đó, cho em trước đó là em sẽ có giờ quảng cáo các cơ sở thương mại, nhưng mà cho em hỏi chị đó, cuộc đời đi hát của chị, giờ chị là một người trải qua rất là lâu dài trong cái nghề ca hát đó, thì bao nhiêu năm có bao giờ chị mặc đồ tây, đồ đầm này kia lên hát không? Không bao giờ. Coi như cuộc đời của chị gắn liền với chiếc áo dài từ ngày mới hát. Coi như là chị từ xưa đến giờ đó là chị toàn áo dài. Cái trước năm 75 cũng vậy nữa. Đi hát thì mặc áo dài còn diêm dúa chút xíu. Nhưng mà đến ban ngày chị đi thâu đài phát thanh hay đà gì đó thì lúc nào chị mặc cái áo dài tơ tằm. Tức là đi thu hình, thu âm gì cũng mặc áo dài luôn. Cũng mặc áo dài luôn. Không bao giờ mặc đồ tây hết. Yeah. Chị mặc đồ tây cái là sau này thôi. Người ta mão bà ba thì mặc đồ tây. À vậy hả? Có nghĩa là sau này thì bây giờ chị có đồ tây, nhưng mà chị đồ tây đó là chỉ để mặc ở nhà đi chơi này kia rồi cho nó gọn thôi. Đồ tây, đồ đầm. Vậy chị đi chơi bây giờ chị mặc đồ đầm. Để chị có bao nhiêu cái áo dài? Nhiều lắm. Coi như là nghệ sĩ nữ tụi chị thì có như là áo dài rất nhiều. Đi ra đường mà cứ đi, mỗi lần đi là bà thôi mình không cứ sắm vải áo dài nữa nghe, mình sắm cái khác. Nhưng mà thấy cái vải áo dài đẹp quá, đập vào mắt mình là chịu không nổi, là phải gỡ xuống bỏ trong túi thôi. Đó là phụ nữ Việt Nam đó, thưa quý vị, rất là đặc biệt trong chiếc áo dài. Bây giờ trước khi mời chị Lan Ngọc hát, chúng tôi luôn sẽ gửi đến quý vị tiếp tục những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chúng tôi. Tiếp theo là công ty Can Color Food xin giới thiệu đến quý vị những loại đặc biệt lắm, đó là đông trùng hạ thảo màu đen Black Cordyceps, thưa quý vị. Black Cordyceps được ở dạng nước màu đen, thưa quý vị, và nó có 3 số. Mỗi hộp một hộp như vậy, số 1, số 2, số 3, mỗi một hộp nó có 6 chai, mỗi chai 100ml và giúp cho một cái căn bệnh khác nhau. Loại số 1, thưa quý vị, sẽ giúp cho những người bị chóng mặt thiếu máu, những người đứng lên chóng mặt, xoay mặt vòng vòng, chóng mặt coi như là bị say sẩm đó. Rồi những người đàn ông hay đàn bà mà coi như là những người lớn tuổi, không có sức lực, không còn cái power, không còn năng lượng nữa, thưa quý vị. Và những trẻ em ăn chậm lớn đều dùng loại số 1 được. Mỗi một cái thùng như vậy là một chai dùng được 15 ngày, 6 chai là 90 ngày nha quý vị, với giá 360 Mỹ Kim. Loại số 2 đó, thưa quý vị, dành cho ông uống bà khen và bà uống ông khen. Loại này nó trực tiếp bổ vào thận rất là tốt. Nó giúp cho những người mà đã từng dùng qua đều thấy là tăng cường cái hạnh phúc gia đình và tăng cường sức mạnh của sinh lý. Nó giúp cho quý vị về bổ thận của quý vị và giúp cho hết, giúp cho ngăn chặn việc chậm hư tỳ vị phế vân vân trong cơ thể, những cái bộ phận liên quan đến cái hệ tuần hoàn đó, hệ tiết niệu đó, thưa quý vị, tức là thận đó. Rồi loại số 3 là loại đặc biệt nữa, dành cho những người bị ung thư. Khi ung thư chúng ta cần phải xạ trị và hóa trị, rất là tốn sức lực, tốn sức khỏe, hao mòn thần sắc, ăn uống ngủ không được vì quá đau đớn hoặc là vì quá mệt mỏi khi mà chúng ta xạ trị và hóa trị. Quý vị đừng có lo, loại số 3, Cordyceps số 3 này quý vị uống vào để cho dành cho những người bị ung thư, uống vào sẽ khỏe mạnh, ngủ được, ăn được và có sức lực trở lại để chúng ta chống chọi tiếp tục với căn bệnh ung thư. Đó là cái công dụng của 3 loại đông trùng hạ thảo 1, 2, 3 màu đen, tức là Black Cordyceps, 360 đồng một hộp. Quý vị nhớ nhé. Và chúng tôi đại diện Tân Tú Quỳnh sẽ gửi đến quý vị trên khắp thế giới, cũng như là Canada thì có Thúy Nga, Paris, Canada. Ngoài ra chúng tôi còn có những loại trà rất là đặc biệt, chẳng hạn như trà tiểu đường BG, giúp cho quý vị giảm lượng đường trong máu, ổn định lượng đường. Uống từ 3 gói tới 12 gói là lượng đường nó trở thành một cái dưới mức an toàn rồi, để cho quý vị có thể sống bình thường trở lại. Loại thứ hai, thưa quý vị, đó là trà CH, giúp cho những người bị mỡ trong máu, uống để loại mỡ trong máu để chống những căn bệnh nguy hiểm như là nghẽn máu cơ tim hoặc là nghẽn mạch máu não vân vân. Rồi loại thứ ba là loại trà dành cho những người đàn ông bị sưng tuyến tiền liệt, không đi tiểu được, sưng chân đi khó và đi tiểu rất là rón đau, thưa quý vị, dùng trà EP sẽ trở nên bình thường và an toàn.
Rồi loại trà thứ tư là loại trà chúng tôi xin giới thiệu, đó là trà MX dành cho phụ nữ. Thời kỳ tiền mãn kinh rất là khó chịu trong người, bị thâm nám tàn nhang bắt đầu xâm lấn trên mặt, và trong cái độ thay đổi mà cái tuổi tác và cái hệ sinh lý của chúng ta đó, ở trong cơ thể, cái hệ cái sinh học của chúng ta trong cơ thể đó, thì quý vị thấy rằng những người phụ nữ sẽ trở nên khó chịu, bản tính và tối ngủ rất là nóng nảy. Đừng lo, trà MS sẽ giúp cho quý vị giải quyết vấn đề này, trả lại sắc đẹp cho quý vị, trả lại tuổi thanh xuân cho quý vị luôn. Đó là những loại trà của chúng tôi cũng có tại Tân Thú Quỳnh, và nơi đây là nơi độc quyền phát hành cho công ty Can Colada Food. Với những số hôn hiện trên màn ảnh, mời quý vị gọi vào, và Thúy Nga Paris cũng có những sản phẩm này. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu Liên Phạm. Trang Thanh Lan xin giới thiệu công ty Liên Phạm, đặc sản quê nhà, chiêu sĩ và lẻ tất cả các mặt hàng đặc sản của Việt Nam như cá tươi, cá mục nắng, các loại mắm đủ các vùng miền. Gần 500 món hàng đều có sẵn tại cửa hàng của Liên Phạm để phục vụ bà con kiều bào tại Mỹ. Liên Phạm luôn cam kết chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, nhận ship tất cả các tiểu bang toàn nước Mỹ, luôn có chương trình khuyến mãi khi khách hàng mua tại tiệm. Mọi thông tin xin liên lạc 714-453-7777, 714-453-7777, địa chỉ 10495 Bosa Avenue, Suite 105, Westminster, California, 92683, nằm trong khuôn phở Thịnh và Hảo Vị BBQ. Liên Phạm kính mời. Và thưa quý vị, tiếp theo là Lan Anh Kitchen, ở đây có nhận cái food stamp cho quý vị. Quý vị cần mua ở tiểu bang đó, cứ gọi vào Liên Phạm, vào website liênphạm1.com. Quý vị ở tiểu bang xa mua, họ gửi qua đêm cho quý vị liền. Bây giờ xin mời chị Linh. Và Lan Anh Kitchen ở số 6944 Westminster Boulevard. Ở đây có bán rất nhiều những thức ăn ngon quý vị. Mì Quảng Phan Thiết, bánh canh tôm cua, bún cá, bún riêu, cơm gà rô ti hoặc là cơm sườn cũng rất là ngon quý vị. Và ở đây cũng có những cái tray để cho mình những cái buổi tiệc mà mình muốn đãi từ 5, 10, 15 người đó quý vị. Trong đó có chừng 7-8 món mà quý vị chọn để cho mình khỏi phải mất công nấu nướng nhiều. Và ở đây cũng cô này là cái người mà đạt được cái giải thưởng giải nhất về nấu chè, cho nên cổ nấu những món tráng miệng đồ rất là ngon. Ở đây cũng có những cái món như là nem cuốn tự cuốn nè, rồi gà lên mâm nè, hoặc là cái gì bò mà chiên với lá lốt đó quý vị. Rồi ở đây cũng có những cái món như là Trung Tử Lưu ăn mỗi ngày là bò lúc lắc, Trung Tử Lưu rất là thích. Hoặc là những cái như là 6 ngày trong tuần đó quý vị, họ đều có bán, trừ ngày thứ ba nghỉ nha, thứ hai, thứ tư, thứ năm, sáu, bảy thì là họ bán cơm chỉ, mình tới mình ăn giống như bữa cơm thường ngày của mình, những cái món ăn thường ngày chứ không phải là những cái món mà ăn chơi. Và nơi đây cũng có chè cũng rất là ngon nha quý vị, bánh xèo, bánh khọt, tất cả mọi thứ luôn, quý vị ăn cái gì cũng có hết. Và cơm chế Lan Anh cũng là một món ăn tuyệt hảo ở đây, và cô Thúy trung tâm Thiên Nga rất là thích cái món cơm chế ở đây thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị công ty nhà của chúng tôi, đó là công ty Việt Face More, với tinh dầu thông đỏ của Hàn Quốc được chiết xuất từ lá của cây thông trên 100 năm tuổi, giúp cho quý vị đánh tan mỡ máu, gan nhiễm mỡ, giảm lượng cholesterol trong máu, giúp điều chỉnh cân bằng huyết áp, hỗ trợ chức năng miễn dịch, làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho, viêm xoang, hen suyễn và cúm, thải độc thanh lọc cơ thể, giúp đẹp da, chống lão hóa, điều trị các chứng đau đầu, viêm thần kinh tọa, với giá 210 đồng một hộp của hãng Samsung Hàn Quốc nha quý vị, từ năm 1929, tức là bề dày cả trăm năm rồi. Sản phẩm tiếp theo của họ nữa đó thưa quý vị, đó là An Ngưu, Hoàng Bổ Đáng 60 viên, hai con phượng của hiệu Samsung luôn, cũng là một loại dược thảo đặc biệt giúp cho quý vị hỗ trợ trong những người bị rối loạn tiền đình, nhức đầu, chóng mặt, say sẩm vân vân, để ngăn ngừa đột quỵ hoặc là phục hồi sau đột quỵ. Một hộp 60 viên giá 300 đồng, mời quý vị ủng hộ cho Việt Face More. Xin gọi vào số phone đang hiện trên màn ảnh cũng như là cái website của vietfacemore.net thưa quý vị, để quý vị ủng hộ sản phẩm của chúng tôi. Và một công ty khác cũng thuộc Việt Face More luôn, thưa quý vị, đó là My eShopping. Xin hành giới thiệu đến quý vị một sản phẩm đặc biệt mà có bán tại Việt Face More, có bán tại My eShopping, có bán trên Thúy Nga Paris website, và cũng có bán tại Tân Thú Quỳnh của chúng tôi. Đó là một cái sản phẩm đặc biệt mang tên không nơi nào có. Collagen Lish Collagen thưa quý vị. Collagen Lish đặc biệt hơn tất cả các loại collagen khác bởi vì nguyên liệu được làm từ bên Pháp Quốc, với nguyên liệu là da cá, con cá này gọi là cá tuyết, rất là mắc tiền, sống ở biển sâu, ở biển Bắc, Đại Tây Dương, được
chế biến với công nghệ nano thẩm thấu rất là nhanh và giúp cho quý vị không màu không mùi, đó là bột mà quý vị pha vô nước không màu không mùi, và quý vị không có chất phụ gia, không có đường, không có gì hết, không có chất hóa học gì hết, nên uống rất là tốt thưa quý vị. Và nó được giúp cho quý vị để bồi dưỡng này cho quý vị, để cho cung cấp cho quý vị một cái lượng collagen mà quý vị lớn tuổi rồi không còn được sản xuất nữa. Nó giúp cho giảm lão hóa da, bảo vệ làm móng và tóc chắc khỏe, giúp sụn khớp chắc khỏe, tốt cho hệ tiêu hóa, cải thiện khối lượng cơ bắp và giúp xương gân khớp dây chằng chắc khỏe. Đây là điều quan trọng, bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa nguy cơ suy yếu động mạch và xơ vữa động mạch của những người lớn tuổi. Và thưa quý vị, giá của nó là 85 đồng một hộp, hai hộp là 150 được miễn cước phí, 170 chứ được miễn cước phí. Và quý vị còn được tặng thêm một chai Skin Silver. Skin Silver là một cái chai kem chống nắng dưỡng da và chống nắng rất là đặc biệt của hãng của Hollywood thưa quý vị, tuyệt vời luôn, cao cấp nha quý vị, rất là tốt. Một chai như vậy là 35 đồng. Quý vị mua 2 chai được tặng 1, mua 3 chai được tặng 2, mua 5 chai được tặng 3. Nếu quý vị mua cái này không đó, cái Skin Silver xin giới thiệu đến quý vị. Nếu mà quý vị mua cái list collagen, quý vị cũng sẽ được tặng, mua 2 hộp được tặng 1. Và thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị tiếp tục một sản phẩm nữa của họ, đó là Essential Collagen. Đây là một loại đặc biệt nữa, tế bào gốc của cuốn rốn trẻ em con người thưa quý vị. Đầu tiên là cái bộ Essential 380 với 6 chai tế bào gốc cuốn rốn nhau thai con người đó, cuốn rốn của trẻ em, rồi cùng với cỏ hổ, trà xanh, trái sung và trứng cá hồi sẽ giúp cho quý vị phục hồi tái tạo làn da, giúp màu da trắng sáng để nhìn trẻ trung hơn, xe khít lỗ chân lông, nâng cơ kích thích sản xuất collagen để giúp da săn chắc lại, giúp da giữ độ ẩm căng mọng. Ngoài ra cái bộ Deep In Night Cream là một cái bộ để xài ban đêm, 65 đồng một hộp. Đây là một loại kem dưỡng da ban đêm với công nghệ cà lăng kim cà mặt bằng vỏ san hô. Nó thẩm thấu kem vào ngay trong da mặt ngay lập tức, giúp giữ ẩm cho da, truyền dinh dưỡng vào da trong lúc mình đang ngủ và giúp phục hồi da, tái tạo làn da. Kèm với một sản phẩm nữa mà chúng ta nên dùng, đó là Essential Booster Serum, 60 đồng một chai. Đây là một loại toner để xịt lên mặt cho chúng ta, giúp cho tỏa sáng làn da, nhìn làn da trong suốt mượt mà, và hỗ trợ khai thác tái tạo tế bào của exosome, tăng cường collagen và giúp giữ ẩm cho da, giữ trang điểm mỹ phẩm trong ngày không bị nhờn da mặt. Và sản phẩm cuối cùng của họ là Snow Tone Up Cream, 20 đồng một chai. Đây là một loại kem dưỡng da ban ngày bán rất là chạy, giúp làn da trắng sáng hơn một bậc so với tông màu của mình, xe khít lỗ chân lông, nâng cơ và để giúp cho da được chắc khỏe, có thể dùng thay thế kem lót trước khi trang điểm, giúp chúng ta không cần dùng mỹ phẩm make up nhiều quá. Quý vị có thể mua từng chai hoặc nguyên một bộ ở 3 địa điểm đang hiện trên màn ảnh cho quý vị nhé. Quý vị nhớ ủng hộ cho chúng tôi My Shopping và Việt Face TV. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ nghe chị ca Lan Ngọc, một trong những ca sĩ có những giọng ca rất là đặc biệt, không có lẫn được với ai hết. Và trong bao nhiêu năm nay thì chị vẫn có một cái tình yêu ca hát rất là nồng nàn. Mà nếu mà không cho chị hát đó, là chị có thể bị trầm cảm ở nhà luôn đó. Đã bị rồi đó em. Đã bị rồi đó. Nên tới tuổi này thì chị vẫn thích hoạt động, dù là không phải là nguồn sống của mình, nhưng mà chị vẫn thích đi ca, đi hát. Và chúng ta hôm nay vẫn còn được may mắn để ngồi nghe những tiếng hát vượt thời gian hát cho chúng ta nghe. Chị hát bài gì đây? Và tiếp theo đây thì Lan Ngọc xin mời tất cả quý vị nghe nhạc phẩm Lời Mẹ Ru của anh chị Công Sơn. Con ngủ những đêm buồn, dù con ngủ con ngủ yên, con ngủ cho yên. Lời mẹ con ngủ cho tròn, con ngủ giấc tròn cho mẹ ngồi trông. Thưa mẹ ru, mẹ ru con ngủ
còn ngủ trên mây, tiếng khóc ban đầu còn đau. Lời mẹ ru đêm vắng, ngón tay hồng dù còn khôn lớn đi à, con rồng tiên còn ngủ cho yên, đời mẹ dù con nên mắt u phiền, nên mắt cũng u phiền, con ngủ giấc hiền, mưa nhỏ ngoài đêm, lá đổ ngoài sân, lá đổ ngoài sân, mẹ ru con ngủ, lời mẹ ru như tiếng hát trên trời, ru con dù bạc tóc thôi, đời mẹ dù con nên mây cũng buồn, nên mây bỏ đường trần, con ngủ giấc hồng cho mẹ tròn lưng. Mẹ ru con ngủ trên mây, con ngủ trên mây, tiếng khóc ban đầu con đã lớn khôn rồi, con thôi thơ ấu à, mẹ rời chiêm bao, đời mẹ lâu cũng mỏi mòn, bây giờ mẹ nằm lá đổ ngoài sân, lá đổ ngoài sân, lá đổ ngoài sân, để ru mẹ ngủ, đồ ngoài sân, lá đồ ngoài sân, để ru mẹ ngủ. Em chưa bao giờ nghe luôn á. Em biết là em tưởng là bài con. Cái bài đó là ngủ đi con. Nhưng mà chị hát cái bài này thì các chị nghĩ tới một ngày nào đó con mình nghe ngán ha.
mình đã lớn tuổi và ngày nào mình phải xa con mình muốn khóc luôn. Và quý vị thấy không, ca sĩ hồi trước năm 75, đặc biệt là mỗi ca sĩ có một cái chất giọng rất là đặc biệt, không lẫn vào ai hết, từ chị Trang Thanh Lan cho tới Phương Hồng Quế cho tới Lan Ngọc cho tới chị Thanh Lan, cho tới Mai Lệ Huyền, cho tới Hoàng Oanh, rồi tất cả các tất chị cả đều các hát chị Trúc Mai nhau. Chị Hà Thanh, à, Thanh Lê, rồi, Thanh. Mỗi người có một cái sắc giọng riêng à, chị Thanh Thúy nữa đặc biệt, nghĩa là chị Thanh Thúy cũng hát giọng thổ nhưng mà chị cũng giọng thổ nhưng anh mà hai người nhưng cũng mà khác nhau cũng không có giống nhau. Chị Khánh Ly lại thu cũng là anh Tô. Dạ đúng rồi, nhưng mà Khánh Ly vẫn khác Lệ Thu. Mỗi người có một cái màu sắc không hết. Không có giống nhau. Thưa quý vị, trước khi mời chị Trang Thanh Lan hát thì chúng tôi luôn sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Đó là giờ hát nhân sâm. Thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị hát nhân sâm Well Ground của chúng tôi với sâm nước, sâm bột, cao cốt, hát sâm và sâm củ. Thưa quý vị, đây là những loại hát nhân sâm chúng tôi đang có độc quyền của Tân Tú Quỳnh. Thưa quý vị, hát nhân sâm sẽ giúp cho quý vị ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa cúm A, giúp cho quý vị điều hòa tim mạch, tăng cường trí nhớ và đặc biệt là tăng cường sinh lực. Và thưa quý vị ơi, hát nhân sâm nó có điểm đặc biệt của nó, ưu điểm là những người bị cao máu, cao huyết áp, bị đau tim, bị yếu tim, bị tiểu đường đều dùng được hết. Và một điều nữa đó là càng già càng bệnh càng yếu, chúng ta thấy cơ thể không khỏe là càng phải dùng hát nhân sâm, là bởi vì nó có quá nhiều ưu điểm và chúng tôi là cả một thế giới hát nhân sâm. Chị Lan nói hát nhân sâm này. Trang Thanh Lan thì vẫn hay dùng cái này, sáng nay chị đi và chị quên, em ơi lún quá quên uống sâm. Bữa vậy hả? Ừ, sáng nay quên cho nên Trang Thanh Lan cũng chia sẻ không mệt bình thường. Vậy hả? Nếu mà 2-3 ngày không uống thì mình thấy mà hơi mệt, nhưng mà 1-2 ngày không sao hết trơn á. Thì Trang Thanh Lan thấy là mỗi lần mà uống cái này vô thì mình thấy mình năng lượng nguyên ngày, mình thấy mình đi làm không có mệt cái gì. Với lại cái mùa lạnh sắp tới này, người nào cũng than lạnh mà Trang Thanh Lan không thấy lạnh, Trang Thanh Lan thấy ấm lắm. Hai người cái bên này than lạnh. Đâu, em nói em đâu bình thường nha chị. Nha. Và thưa quý vị, uống sâm cao cốt của Trang Thanh Lan nha quý vị ơi. Tức là chị Lan uống mà nó affect đến nỗi mà cho đến bao nhiêu khán giả đã affect theo và đã đặt tên cho cái sâm chuông là cái sâm chị Trang Thanh Lan. Cao cốt Trang Thanh Lan. Cao cốt Trang Thanh Lan. Thưa quý vị, còn đây là sâm tiểu đường. Thưa quý vị, sâm tiểu đường, hát sâm tiểu đường cũng rất là tốt. Nó giúp cho quý vị xuống lượng đường mà lại bổ sức khỏe, không có bị mệt mỏi nữa. Mỗi ngày chỉ uống một gói vào buổi trưa thôi, 250 một hộp. Và quý vị mua 2 hộp thì quý vị sẽ được tặng một cái hộp hát sâm lát tẩm mật ong 100 mỹ kim như thế này. Hát sâm lát trong đây có 100 miếng tẩm mật ong để quý vị đi xa nhai, nó vẫn có tác dụng như là hát nhân sâm bình thường, còn thêm một cái là chống say sóng, chống say sẩm, say tàu xe nữa. Thưa quý vị, rất là tuyệt vời để chúng ta đi xa. Ngoài cái sâm này, chúng tôi cũng có sâm lát tẩm mật ong hộp lớn 150 đồng, cũng 100 miếng luôn. Thưa quý vị, đây là những loại hát nhân sâm đặc biệt. Và quý vị cứ mua hàng càng nhiều thì chúng tôi càng tặng quà cho quý vị nhiều. Chúng tôi có hát nhân sâm đông trùng hạ thảo linh chi, giúp cho phụ nữ được không những là chỉ được khỏe cho đàn ông và phụ nữ, mà nó giúp cho bổ thận, bổ gan và lọc máu cho chúng ta, làm cho những người phụ nữ bị nám mặt, coi như là bị da nám, tàn nhang vân vân là đi hết. Nó vừa có sức khỏe mà vừa xinh đẹp nữa. Đó là hát nhân sâm đông trùng hạ thảo linh chi 3-1. Rồi chúng tôi cũng có hát nhân sâm Royo của chị ca sĩ Giao Linh hay uống. Và đây là hát nhân sâm chúng tôi gần hết rồi, chỉ còn có vài hộp thôi. 600 đồng một hộp, quý vị phải mua ngay 1 kg. Chúng tôi vẫn còn sâm đông trùng hạ thảo dành cho quý ông rất là thích, bởi vì nó bổ thận nhiều. Và một loại sâm nữa là sâm Samson nguyên chất, cao cốt hát nhân sâm nguyên chất Samson, hiệu Samson chúng tôi cũng có. Những loại đó thì 500 mỹ kim một hộp, 1 kg, thưa quý vị. Và quý vị đến với chúng tôi bởi vì hát nhân sâm của chúng tôi nhập thẳng từ Hàn Quốc và chúng tôi rất là chất lượng, thưa quý vị. Cà phê sâm cũng là một sản phẩm đặc biệt mà một hộp 20 đồng với 20 gói. Quý vị uống sẽ thấy rất là ngon và rất là khỏe. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có sâm nam dành cho đàn ông. Sâm nam này gồm có sâm hoang dã, nhân sâm và hộp mắc ca cũng như những cái chất khác. Một hộp nó có 300 gram sâm để cho quý vị uống để tăng cường sức mạnh của sinh lý của đàn ông. Mà phải nói rằng những người đàn ông đã mua rồi thì rất là thích, thưa quý vị. Bây giờ thì trở qua chị Tân Tú Quỳnh của chúng tôi, xin giới thiệu trước đến quý vị là cái An Ngư Hoàng Cung. Về chúng ta nói về Đông Y trước nha quý vị. An Ngư Hoàng Cung của bác sĩ đội nón của chúng tôi cũng rất là tuyệt vời, mà là bởi vì nó giúp cho biết bao nhiêu người đã sau đột quỵ đã phục hồi, rồi ngăn ngừa đột quỵ, giúp cho có một cô là uống là cô khám lại đó, cô đi khám bệnh là cô thấy cô hết cao máu, hết cao mỡ, hết tiểu đường luôn, và cô hợp với cái này vô cùng luôn, và cô mua thêm mấy hộp nữa. Và nhiều người lắm, chúng tôi có rất là những khách hàng, có những nhân chứng đã dùng cái loại này, giúp tuyệt vời luôn, giúp cho ngăn ngừa đột quỵ, giúp cho quý vị
chóng mặt, nhức đầu, say sẩm. Mà có một cái nhân chứng lớn nhất là ngồi kế bên Trung Tử Lưu đó là chị Trang Thanh Lan. Chị khi nào lúc nào chị cũng có vài viên trong túi để đi giữ hết đó vào. Lúc nào Trang Thanh Lan cũng bỏ một hai viên trong bóp á quý vị. Tại vì cái cơn mà nó chóng mặt hay là rối loạn tiền đình hoặc là cái tim mình đập lúc nào mình khó cũng đâu có biết trước được. Cho nên á, mỗi lần có cái triệu chứng đó thì Trang Thanh Lan lấy ra một viên, Trang Thanh Lan nhai liền. Hôm bữa chị đi làm về, bữa thứ hai tuần trước, đi làm về cái tự nhiên đang chạy cái tự nhiên cái đầu mình nó nặng. Nó nặng quá chừng cái chị mới móc bóp ra chị lấy một viên chị nhai. Về tới nhà hết. Đúng rồi, đó rất là tuyệt vời. Chúng tôi luôn đi chơi xa đó, ở cái vùng cái thành phố nó nằm trên cao quá, rồi cái mình tối ngủ cứ bị nhức đầu mà uống thuốc cũng không hết. Chỉ có nhai cái an ngô hoàng cung vô. Nó nặng như vậy là nhất. Đúng rồi. Chỉ nhai cái viên an ngô hoàng cung vô là hết thưa quý vị. Và nếu mà nói đó là đông y, còn tây y chúng tôi lại có một loại dược thảo khác. Đó chúng tôi phải gọi là nắp đỏ thần kỳ thưa quý vị. Tại sao gọi là nắp đỏ thần kỳ là bởi vì cái sự thần kỳ của nó. Khi chúng tôi dùng cái loại này nó gồm có một cái chai nắp đỏ và một cái gói X3 đó, Nitro X3 quý vị thấy đó. Đây là cái chất đoạt giải Nobel nha quý vị. Đoạt giải Nobel cùng với cái Light Speed này, 48 loại dược thảo, một loại uống, một loại dán vào lưỡi cùng một lúc với nhau, hai cái kết hợp lại cho chúng ta một cái kết quả không ngờ tới luôn thưa quý vị. Và phải nói là thần kỳ là bởi vì nó làm cho chúng ta tất cả các mạch máu đều được co giãn và thông thương một cách mà trong cơ thể chúng ta người ta đếm là có tất cả mấy trăm km mạch máu luôn thưa quý vị. Và nó giúp cho lưu thông máu huyết từ trên đầu đi xuống, nó ngăn ngừa đột quỵ tim rồi kéo dài năng lực nên ít mệt. Những người exercise nhiều hoặc là những người bị suyễn, những người bị trong cái khu vực mà khó thở này kia đó thì quý vị sẽ có năng lực bền bỉ và đi tập exercise sẽ thấy lâu hơn, bởi vì oxy nó vào trong phổi, trong não rồi rất là đầy đủ, giúp cơ bắp đau nhức được phục hồi nhanh hơn vì máu huyết lưu thông vào cơ bắp dễ dàng, hỗ trợ não bộ giúp cho chúng ta ngủ ngon lắm và làm việc tốt hơn, hồi phục trí nhớ, giảm viêm khớp, sưng đau nhức khi giảm sưng hay là viêm phổi, tốt cho người bị suyễn, giảm đau đầu gối, giúp cho những người đàn ông bất lực đó trở lại mạnh mẽ, giúp cho cường dương lì vì máu được lưu thông từ trên não xuống, ngăn ngừa đột quỵ và tránh nhồi máu cơ tim cũng như giảm huyết áp. Đây là những loại đặc biệt thưa quý vị, một hộp như vậy 100 đồng. Và quý vị nhớ một cái điều bảo đảm cho quý vị, đó là Nitro X được đoạt giải Nobel nên chúng ta phải dùng. Chúng ta thấy là những nhà khoa học Tây y đã rất là mạnh mẽ để giới thiệu về sản phẩm này. Tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị một loại collagen cá hồi thưa quý vị. Đây là một loại collagen cá hồi với blueberry. Một loại collagen cá hồi, một cái hộp của nó rất là đẹp thưa quý vị, với 28 chai bên trong màu tím. Nó có blueberry và cá hồi, một sản phẩm với công nghệ cao của Hàn Quốc nhằm giữ cho quý vị có một sự bổ sung collagen mạnh mẽ vào thẳng trong cơ thể với nhiều vitamin da cá hồi, trái berry làm quý vị có da rạng rỡ từ trong ra ngoài, tạo nên một hàng rào bảo vệ da, tăng cường hấp thu sinh học, giúp cho những người lớn tuổi chúng ta được cung cấp lại collagen. Nó không có phụ gia gì hết, nó ngọt tự nhiên thưa quý vị và uống rất là dễ dàng. Ngoài ra thì chúng tôi phải nói đến quý vị một cái loại mà collagen đặc biệt mà chị Lan Ngọc bữa nay chắc chị thấy lần đầu tiên. Thưa quý vị nhìn lên cái màn ảnh mà thấy cái clip đó để chúng tôi về giới thiệu về cái collagen này. Đây là một loại collagen làm từ rau má nha quý vị. Và nó là một cái mặt nạ collagen thần kỳ luôn. Chúng tôi phải kêu là mask collagen magic là bởi sao? Khi chúng ta dùng một cái trong đây một hộp nó có 5 bộ, mỗi bộ có 4 miếng. Mỗi lần một tuần chúng ta dùng một bộ dán lên trên mặt như thế này, 4 miếng trên mặt. Xong sau đó chúng ta xịt cái oil mist kèm theo. Thì thưa quý vị, thì cái collagen nó sẽ tan vào trong da. Nó làm cho da chúng ta khỏe, trẻ, đẹp, sáng, bóng và căng mọng luôn. Nếu chúng ta chỉ dùng một tuần một lần một bộ thôi. Và hoặc là chúng ta đi ăn tiệc, đi tiệc cưới, sinh nhật, vân vân. Thì quý vị có thể dùng thêm để cho cái da mặt của chúng ta đó, quý vị thấy không, xịt vô thì nó tan hết vào trong mặt luôn. Và cái collagen này đó, cái chai oil mist này đó, thì chúng ta xài được tới 50 cái mặt nạ lận. Một cái chai mặt nạ, cái chai xịt nước này á, oil mist đó là 65 đồng thưa quý vị, xài được 50 lần. Còn cái chai mà cái bộ mặt nạ thì 5 bộ đó 99 đồng 99, 5 bộ như vậy chúng ta xài được 5 tuần thưa quý vị. Mời quý vị đến với chúng tôi để mua sản phẩm đặc biệt mới nhất của Hàn Quốc và đang hot, gọi là hot trên thị trường này. Rồi bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị những sản phẩm của Tân Thúc Quỳnh tiếp theo. Đang nói về làm đẹp thì nói luôn cái Lip Sen hả? Lip Sen. Chúng tôi luôn sẽ tặng chị Lan Ngọc một bộ 5 cây này thưa quý vị. Đây là son không phai với những cái màu rất là dễ thương, chị, màu tím và màu quá. Hồng nhạt này kia. Nó gồm mỗi cha mỗi cây đó là đang bán lẻ ở Amazon là 28 Mỹ Kim. Nhưng ở đây quý vị sale được chỉ còn có 10 đồng
chừng 10 đồng ha. À, không tới 10 đồng, 8 đồng. Không tới phải không? 8 đồng. Ừ. 40 đồng, chỉ còn 40 đồng 5 cây thưa quý vị. Chúng ta sell được 100 Mỹ Kim. À, sell được 100... đúng là 100 Mỹ Kim. 4 cây màu, cây trắng là sông bóng nha chị. À, bóng. Hả? Một cây sông bóng mà không phai thưa quý vị, rất là tốt luôn. À, rồi chúng tôi cũng có cái thuốc trị phỏng mà quý vị cũng hay hỏi đó, là bởi vì trong gia đình chúng ta ai đang bị phỏng, ai đang có người nhà bị phỏng này kia đó, thì quý vị rất là cần cái loại này để xoa lên cái vết phỏng để cho nó hết đau và nó mau lành. Con nít mà khóc phỏng mạnh, phỏng nhẹ gì chúng ta cũng phỏng nặng, phỏng nhẹ chúng ta đều dùng cái này, và đặc biệt là rất là tốt thưa quý vị. Chúng tôi cũng có dầu thuốc mọc tóc The Best of Grow Hair của Hoa Kỳ. Loại này thì 70 đồng một hộp, mua 3 tặng 1. Và quý vị xài từ 3 tuần cho tới 6 tuần tóc sẽ mọc lên. Một cái chai này xài được rất là lâu và gọi nó là mấy liều luôn. Rồi chúng tôi cũng có những sản phẩm đặc biệt về những sản phẩm như là L88 sẽ giúp cho quý vị bổ phổi và giúp cho quý vị chống lại những virus vô phổi của chúng ta và chống lại cảm cúm đó. Thì nó làm tăng cường sức mạnh của phổi, là L88 quý vị đã dùng rất là nhiều và thấy rất là tốt. Rồi D88 là Diabetes Support, giúp cho quý vị bị tiểu đường thì có thể ngăn ngừa tiểu đường và giúp cho lượng đường ổn định, lượng đường trong máu bằng D88. Rồi chúng tôi có S88 là Stomach Support, sẽ giúp cho quý vị về cái đường bao tử. Những người bị đau dạ dày, đau bao tử này kia, bị hay bị ở acid này kia, đau bao tử râm ran, chúng ta phải dùng S88. Rồi K88 để giúp cho cái vị bổ thận, những người bị yếu thận, bị tiểu đêm, yếu sinh lý vân vân, hay lạnh lưng những người lớn tuổi, rùng mình ban đêm nhiều, thì quý vị dùng loại K88 support của chúng tôi. Được tất cả đều có FDA chứng nhận, rất là tốt thưa quý vị. Ngoài ra chúng tôi cũng còn những loại giống như là dược thảo mà chúng ta phải gọi là tổ yến và tế bào gốc nhau thay cừu, uống chung vô để giúp vừa làm đẹp da vừa làm tăng cường sức khỏe rất là nhiều, với hai cái chất chính là yến và tế bào gốc nhau thay cừu thưa quý vị. Rồi chúng tôi cũng có những cái NMN của Nhật Bản mà đang có giá rất là đặc biệt, 120 đồng một hộp và mua 3 tặng 1. Mua 3 tặng 1 cho quý vị, NMN. Rồi chúng tôi cũng còn nhiều sản phẩm khác mà như là colon thưa quý vị. Colon là dễ giúp cho quý vị về cái đường mà những người mà bị bón đó, thì chúng ta có thể dùng để giúp cho đi ngoài dễ dàng, nó tẩy hết độc tố mà ngăn ngừa bệnh trĩ cũng như là ngăn ngừa bệnh ung thư đại tràng, mà nó lại không gây cho tiêu chảy mà tào tháo đuổi cho quý vị rất là nhẹ nhàng, tốt. Và còn nhiều loại dược thảo khác mà quý vị nên vào tantuquynh.com đó để quý vị xem, bởi vì vào chân tantuquynh.com nó có đầy đủ, tương đối đầy đủ rất là nhiều sản phẩm mà chúng tôi không có giờ giới thiệu ở đây. Và đây là chai SD thần kỳ thì quý vị cũng biết rồi, nắp xanh chúng tôi giới thiệu 3 năm nay rồi, bỏ lên một giọt trà cho nó khô, rồi nặng lên một giọt trà cho nó khô, uống một ly nước, 800% của tiến nội tiết tố của người 20 tuổi đã vào trong cơ thể chúng ta và làm cho quý vị hết đau nhức, hết bị loãng xương, hết bị đau vai, đau chân, rồi hết bị dập bẻ, hết bị sưng, giật mắt, béo miệng, vân vân. Tuyệt vời luôn, và giúp cho quý vị giảm lượng đường trong máu và giúp nhiều thứ, tóc không rụng, da đẹp, vân vân. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi Tân Tú Quỳnh, địa chỉ là 9883 Bosa Avenue, và quý vị thấy là những cái số phone hiện trên màn ảnh của chúng tôi. Việt Nam có cô Vân và Thúy Nga Paris cũng có chị Minh với số điện thoại hiện trên màn ảnh. Quý vị cứ chụp hình và vào website Tân Tú Quỳnh của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị, và bây giờ là tiếng hát của nữ ca sĩ Trang Thanh Lan. Hôm nay Trang Thanh Lan xin kính gửi đến quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Hồng Vân. Bài hát được mang tên Đồi Thông Hai Mộ. Chiều rừng gió lộng, một chiều rừng nhớ chuyện bên đồi thông. Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín, tâm hồn đang trắng trong. Như chim non khi ăn còn chưa no, khi có còn chưa thơ ngây, bao nhiêu chuyện mưa nắng, nắng mưa lo một mình. Rồi nàng buồn thơ thẩn,
chẳng còn ngồi trang điểm qua màu phấn. Để phải úa đến tàn cả hương sắc, tháng ngày luôn héo hò. Hoa không tươi khi hay nàng ít nói, chim muông ngừng tiếng hót. Trời không thương nên đêm đổ giông tố, cướp đi cuộc đời. Còn lá úa, lá xanh kia rụng rồi. Sao người về đây để tìm những thôi đã mất còn đâu? Ôi buồn làm sao, đổi thông xưa nay vắng. Còn lá úa, lá xanh kia rụng rồi. Trời xuôi chi trên cây còn lá úa, lá xanh kia rụng rồi. Trời xuôi chi trên cây còn lá úa, lá xanh kia. Chị là Hồng Vân hay là Hồng Vân hay là không phải chị Hồng Vân? Không, chú Hồng Vân. Nhạc sĩ Hồng Vân. Bài buồn quá chị ha. À, buồn ghê vậy đó. Mặt chị hát chị trợn hai mắt lên chị buồn, thiệt là buồn vậy đó. Hay vậy đó. Và thưa quý vị, bây giờ chọc được hết trơn. Kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ hát tặng quý vị một bài hát của nhạc sĩ Ngô Thị Miên, Chuyện Tình Buồn. Nhưng mà chuyện buồn buồn này đó, nó không có buồn giống như chị đâu. Vui không? Em sẽ đáng hát thì nó vui. Em nhớ một đường. Nhạc sĩ chơi vui vui xíu nha. Chơi vui vui Dũng. Trời đừng nói nha, ổng chơi vui là có cái không được. Em đánh nhanh giật 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 lên em. Tưng, đánh nhanh tưng. Tưng.
một nụ hồng cầu mong chàng lạnh lùng. Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng. Sẽ dù ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa, chuyện tình sẽ như thơ. Em như giọt rượu nồng rượu ta vào cuộc mộng. Em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào. Sẽ qua đi ngày tháng, tình rồi cũng xa xưa. Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào. Chợt người đến với tim ta, xoa tan đi một mảnh đời. Cuộc tình quý giá mong manh, có chơi với ngược dòng đời. Nghìn trùng dòng sông có vui. Ôi sao người miệt mài, ngày vui nào còn dài. Ta ưu phiền từng ngày, vội chôn cuộc tình gầy. Chết đi bao lời nói, rừng nào có xa mưa, tình nào sẽ như thơ. Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần. Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm. Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay. Tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào. Chợt người đến với tim ta, xóa tan đi một mảnh đời. Cuộc tình quý giá mong manh, có chơi với ngược dòng đời. Nghìn trùng dòng sông có vui. Ôi sao người miệt mài, ngày vui nào còn dài. Ta ưu phiền từng ngày, vội chôn cuộc tình gầy. Chết đi bao lời nói, rừng nào có xa mưa, tình nào sẽ như thơ. Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thì thầm. Xin cho được một lần gọi tên người thật gần. Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay. Là mình hát từ lần đầu tiên hát từ cái điệu mới á, từ cái bài điệu đó nó cũng giống như cái bài của chị Lan Ngọc nãy là Boston, sợ nó chậm. Nãy chị Lan Ngọc chị có nói chị Hồng Vân bị té gãy xương á, gãy cột xương rồi. Thật ra mượn cái làn sóng của lâu rồi mới chị mới đây mới đây. Hồi xưa thì chị bị cướp. Ngày xưa là bị chân trái, bị chân trái bị trái phải. Yeah. Bữa nay bị chân phải. Ôi trời, chúc chị mau lành bệnh nha chị. Chúc chị Hồng Vân một người bà chị rất là thân thương. Mà nếu mà chị có qua Mỹ được một lần nữa thì chắc chắn là chị sẽ ngồi lên đây. Là bà chị rất là dễ thương của chúng tôi. Và chị là vua kể chuyện cười đó. Coi như là chị Trang Hà Lan mà gặp chị Hồng Vân thì chị Hồng Vân coi như là vua kể chuyện cười đó. Là chị Lan đi ngủ liền. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chị Lan Ngọc gửi một lời chào. Trước hết thì Lan Ngọc xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã chịu khó nghe Lan Ngọc hát, mặc dù là Lan Ngọc đã qua đây cả 10 năm bỏ hát rất lâu, nhưng mà giọng bị nó dỉ, nhưng mà nghe cũng đỡ. Mong quý vị là hãy cổ vũ hưởng cho Lan Ngọc để Lan Ngọc đầy đủ tinh thần để mà có thể đi hát lại. Chị đừng có lo, em cung cấp cho chị thực phẩm rất là nhiều mà, từ rau chuối cải cho tới bầu bí mà. nhớ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ hai tuần tới. Xin chào quý vị. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.
Thank you.